bệnh đau lưng, tiểu đêm, đau khớp gối là tình trạng vô cùng phổ biến. Rất có khả năng cao là thận đang có vấn đề. Hãy cùng chúng tôi đến với chia sẻ của lương y võ sư Phan Văn Nghiệp về bệnh lý trên. Dạ, con chào thầy ạ. Dạ, từ lúc mà qua bên thầy thì bệnh tình của con thật sự là sức khỏe con cảm nhận được là nó tốt lên ngày trước so với ngày trước rất là nhiều luôn. Trước tiên là con cảm ơn thầy. Nhưng mà hiện tại là con vẫn theo cái toa của thầy. Dạ, con muốn gặp thầy là con mới hỏi cho bệnh tình của ba con. Cái bệnh của ba con là giống như hàng ngày ba hay bị đau bên thắt lưng ấy. Và cái tay chân thì rất là nhức mỏi luôn. Mà đau nhất á, là về buổi chiều và những cái lúc mà trời mưa gió trải trời thì ba con hầu như là không ngủ được luôn ấy. Đau rất là nhiều luôn. Thì con muốn hỏi thầy là cái bệnh tình của ba con như vậy là nó ở cái giai đoạn nào? Nó có nặng lắm không? Và con hỏi thầy là cái cách điều trị như thế nào của bên thầy á để cho ba con khỏe mạnh hơn ấy. Ba đang sống ở đâu? Dạ, hiện tại là ba ở Quảng Ngãi ạ. Dạ. Hiện tại ba nhiêu tuổi rồi? Dạ, ba con là 62 tuổi. Ba làm nghề gì? Hiện tại là ba con là đang ở nhà phụ má con chở trái cây á. Ba có tiểu đêm không? Cũng hay tiểu đêm, khoảng 2-3 lần về trong một đêm á thầy. Dạ, thì không biết là cái bệnh tình của ba con là như thế nào ạ? Nếu mà được gặp mặt ba em thì nó dễ. Ba con ví dụ như ở xa vậy đó thì ba có thể vô một lần thôi được không? Có nghĩa là một lần gặp thầy thôi. Thầy sẽ tư vấn cái bệnh trước đi. Dạ. Rồi cái chuyện điều trị thì tính sau. Dạ. Nghe em kể qua thì ba em sẽ, nếu mà luận trong y học đông y á thì ba em đang mắc phải một cái chứng gọi là thận âm hư. Hồi đó em có nghe cái từ mà thận âm hư không? Con thì không nghe, nhưng mà ngày xưa ba con cũng liên quan tới bệnh thận. Dạ, cũng có liên quan nhưng mà chữa trị xong rồi. Nhưng mà con nghĩ là nó có chưa triệt để lắm á. Tại vì ba con lâu lâu vẫn mệt và vẫn giống như có những lúc là ba con không muốn ăn uống gì hết. Trong y học nghiên cứu thì đã kết luận rằng là bệnh thận á, cái thận mà bị, cái thái thận chúng ta nó đang quản trị, quản lý tới khoảng 300 bệnh rồi. Do đó tùy theo cái chứng nào mà mình sẽ điều trị. Những người lớn tuổi hay là bất kỳ ai cũng vậy thì cũng có thể xảy ra mắc một cái chứng gọi là chứng thận âm hư. Dạ. Yeah. Thì thầy, tại sao thầy nói cái chứng thận âm hư là bởi vì nghe cái em kể đó. Dạ. Yeah. Thì có những cái triệu chứng chẳng hạn như là cái chứng thận âm hư nó có cái bệnh gọi là đau lưng nè. Dạ. Yeah. Mỏi gối nè. Tiểu đêm nè. Dạ. Yeah. Mất ngủ nè. Vân vân nhiều lắm. Và khớp nè. Vì sao cái bệnh thận âm hư nó lại ra những cái triệu chứng như vậy? Dạ. Trong hai quả thận chúng ta nó có hai cái chức năng, tức là cái chức năng âm và cái chức năng dương. Dạ. Mà nhiệm vụ trong cơ thể chúng ta điều hòa được âm dương. Dạ. Mà nếu âm 50 với dương 50 hai ông cân bằng nhau á là nó luôn gìn giữ và nó luôn dằn giữ lại. Dạ. Cho cái nhiệt độ chúng ta, cái nhiệt độ trung bình. Dạ. Vừa ấm vừa mát vừa khỏe. Thì khi mà nhiệt độ của cơ thể chúng ta âm dương mà nó hài hòa thì bệnh tình nó không có xảy ra. Dạ. Nhưng mà một khi mà âm nó yếu hơn hay là dương nó yếu hơn thì bắt đầu là bệnh nó bắt đầu nó xuất hiện. Dạ. Thì trong trường hợp này á, cái chứng mà thận âm hư á, là tức là cái âm nó yếu hơn, nó kéo xuống ít thì làm cho cái nhiệt đó nó bốc đi. Dạ. Thầy giải thích từ từ nha. Dạ. Nhiệt nó bốc đi. Thì nhiệt đây nó bốc lên không phải là dương mạnh mà là do âm nó thiếu. Dạ. Em hiểu không? Dạ. Do âm nó thiếu nó không kéo được dương xuống. Nó không kéo được dương xuống nó làm cho nhiệt nó đi. Dạ. Thì trong cái chứng thận âm hư nó có một cái từ gọi là thận âm hư thì sinh nội nhiệt. Do đó cái nhiệt ở trong người cha em rất là nhiều. Dạ. Mà cái nhiệt đó nó đi tới đâu là nó phá cơ thể chúng ta tới đó. Thí dụ như nó, như nãy em kể về cha em ăn không được. Dạ. Là nó chui vô cái nhiệt, nó chạy chui vô cái dạ dày. Dạ. Nó làm loét dạ dày, nó làm đau dạ dày, nó làm linh sình bụng, nó làm đủ trò hết. Dạ. Đôi khi người ta dẫn đến trào ngược dạ dày nữa kìa. Rồi nó chui xuống bàng quang, nó sẽ làm cho cha em đi tiểu gắt, tiểu xón. Dạ. Tiểu buốt vân vân. Rồi nó chui vô ruột non, nó sẽ sinh ra hiện tượng là đi cầu hoặc đi tiểu ra máu. Dạ. Nên nó rất là nguy hiểm.
và nó chui lên cái cần cổ, lâu ngày nó sẽ làm chúng ta viêm họng, yeah, làm chúng ta khan họng. Nếu nặng nữa thì coi chừng nó là từ những cái bệnh mà ung thư vòm họng hay là viêm vòm họng hay là vân vân, là cũng từ những cái âm thầm của cái tính âm dương đó đó. Yeah. Nó sinh ra đó. Cái khó ở đây là cha em đang ở ngoài quê. Yeah. Chứ nếu mà được điều kiện ở gần bên phòng mạch thì vừa khám bệnh bốc thuốc và có thể là điều chỉnh về xương khớp, nắng chỉnh rồi hệ cơ xương vân vân. Yeah. Thì sẽ mau. Thường là ba em mà đau lưng thì nó dẫn đến là tê chân, tê tay, mỏi gối. Dạ, đúng rồi. Đơn giản không? Dạ. Rồi đau khớp nữa. Dạ. Rồi đặc biệt đàn ông mà càng lớn tuổi thì cái tiền liệt tuyến nó bị hẹp lại nữa. Là nhiệt nó đã phá làm cho bàng quang đi tiểu quét một mặt là tiền liệt tuyến nữa. Dạ. Nên nó rất là nhiều chứng. Dạ. Hen? Dạ. Thì nếu mà ở xa thì như thế này, có thể rằng là ngày mai em sẽ chụp một cái hình gửi qua Zalo cho thầy thấy cái mặt mày cho em. Dạ. Thứ hai là nhờ trạm y tế ở quê đó. Dạ. Đo huyết áp, lấy cái chỉ số gửi cho thầy. Yeah. Thứ ba là ghi ra rất nhiều cái triệu chứng rồi cụ thể là thầy có thể cắt thuốc. Yeah. Hoặc là gửi thuốc về những cái sản phẩm của công ty của thầy. Yeah. Về mà sẽ chữa trị cho ba em. À, nếu mà thầy nói vậy thì ngày mai đi con gọi trực tiếp vô Zalo của thầy để thầy nói chuyện với ba con được không ạ? Mai qua đây hả? Dạ. Dạ. Qua đây gọi trực tiếp thầy nói chuyện với thầy, nhìn mặt thầy nó dễ hơn. Dạ. Mà thấy ba con thì cũng uống thuốc tây, mấy năm nay cũng uống thuốc tây rất là nhiều luôn, nhưng mà vẫn không có nghĩa là nó giảm đau lúc đó thôi, chứ rồi nó cũng quay lại. Chúng ta can thiệp vào những cái giảm đau thì cũng được, nhưng mà nó sẽ cắt những cái cơn đau khi chúng ta đau quá thôi. Yeah. Nhưng mà nếu để lâu dài thì chúng ta phải cần để cân bằng cái tính âm dương của nó. Yeah. Chẳng hạn như đau quá thì dùng cái chai xoa bóp của thầy bào chế. Yeah. Hồi qua hỏi mấy em đó. Yeah. Hỏi cái chai xoa bóp âm nghiệp của thầy sáng bào chế đó. Yeah. Thì những đau lúc nào thì mấy em xịt vô lúc đó. À. Và thứ hai đó là mỗi buổi chiều em cho em ba em ngâm chân. Dạ. Ở đây thầy có thuốc ngâm chân. Dạ, con cũng có biết sơ vì cái sản phẩm này rất là tốt luôn. Giải thích tí xíu là cái bàn chân chúng ta đó là hàng trăm hàng ngàn cái huyệt đạo. Dạ. Và trong đó nó có hệ động mạch và tĩnh mạch. Thì chúng ta chỉ cần ngâm chân thì nó sẽ đi ngược lên nội tạng, nó sẽ giúp cái cơ thể chúng ta sẽ tốt hơn. Dạ. Và nó làm cho khai thông vì khí huyết. Như hôm trước thầy có giải thích em một lần đó là trong đông y có luận rằng là thông thì bất thống, mà thống thì bất thông. Yeah. Thì nó đau thì nó không có thông. Yeah. Mà nó thông thì không có đau. Thì những cái thuốc của thầy là nó sẽ giúp cho nó hoạt huyết, nó khai thông, thì những cái cơn đau nó sẽ giảm. Yeah. Và thứ hai nữa là những cái thuốc thang hay thuốc viên mà mình đưa uống để nó cân bằng. Rồi thí dụ như đây là thầy có cái loại gan thận. Yeah. Như thầy nói là cái chức năng của gan thận rất là quan trọng, thì uống cái này vô thì nó sẽ cân bằng được cái gan thận. Yeah. Nó sẽ làm nhuận tràng đi cầu, nó sẽ giúp để tăng cái kháng thể cơ thể chúng ta, nó cân bằng chúng ta, nó đào thải được độc tố. Rồi bên cạnh đó thì một loại nó cũng chưa đủ, mình có thể uống kèm thêm là hoạt huyết. Hoạt huyết là để nó khai thông. Dạ. Khai thông sự tắc nghẽn của cái hệ cơ xương và động mạch tĩnh mạch chúng ta. Dạ. Nó sẽ làm giúp để khai thông thì cái cơn đau nó sẽ đi qua. Dạ. Và thứ ba nữa là khớp. Khớp thì nó chủ định vào khớp mà. Dạ. Thì thầy những tất cả những cái sản phẩm của thầy bào chế là nó là thảo dược, thì nó sẽ giúp cơ thể mình đi vào trong nội tạng. Dạ. Và nội tạng sẽ ngược lại phục vụ lại cái hệ cơ xương chúng ta. Dạ. Thì thật ra khớp nó nằm trong cái hệ bổ thận rất là nhiều. Dạ. Và có những cái độ đau là nằm trong nội tạng mạnh mà bệnh nhiều, hay là tắc nghẽn là do hệ cơ xương gì cả. Mà chẳng hạn thầy nói ví dụ như có những người mà ta bị gan nhiễm mỡ đi, rồi nó sinh ra cái máu nhiễm mỡ. Yeah. Thì trong cái động mạch, cái tĩnh mạch của mình nó vừa vận hành nó lại mang theo cái lượng mỡ, thì nó làm cản cái đường hoạt huyết, đường lưu thông của máu. Thì buộc lòng là trường hợp đó mình phải uống thêm cái gan nhiễm mỡ. Yeah. Thì để ngày mai xem coi ba em mập hay ốm. Yeah. Thông qua thì thầy thấy hình ảnh. Yeah. Hoặc là nếu có bệnh án của ngoài kia xét nghiệm. Yeah. Kiểm tra gửi vào cho thầy. Yeah. Thì nếu có thì mình sẽ thêm cái loại gan mỡ. Yeah. Còn không có thì mình có thể ba loại này cũng được. Yeah. Cộng với ngâm chân rồi xịt thuốc xoa bóp. Yeah. Còn nếu mà nặng thì thầy sẽ cắt cho một số thang thuốc. Yeah. Gửi về điều trị thì hoặc là vô thầy điều trị thì sẽ ổn thôi. Và thầy cũng cảnh báo luôn là tuổi càng ngày càng lớn. Yeah. Mình trị để mang giá trị rằng là khôi phục, khắc phục hoặc duy trì cho một cái bệnh nhân, người ta sẽ sống tương đối khỏe, chứ còn mà để trở lại như
có tuổi đời như em 18, 20 hay 30 để hoàn thiện 100% là thầy nói trước là khó hết. Dạ. Do đó ngoài cái chuyện mà trị bệnh thì ba em cũng phải đi đứng cẩn thận. Dạ. Già rồi thì nhiều khi là té thì ngã là có những cái sinh ra chuyện. Dạ. Nhé. Dạ thưa thầy á, thì sau khi mà nghe thầy giải thích vậy á, thì con cũng thấy là ba con nên gặp thầy một lần. Thật ra là nếu vậy tốt quá. Dạ. Em đưa ba thì ba em vào. Nhưng mà con muốn hỏi thầy á là con là con cứ thắc mắc là cái bệnh thận của ba con từ mấy chục năm về trước ấy. Thì trước tiên nếu mà được vô á, theo thầy thì thầy chỉ định đi kiểm tra bên Tây Y về kiểm tra về cái tế thận. Dạ. Còn cái mức tổn thương hay là bệnh lâu năm nay nó có gì không? Dạ. Rồi sau đó những cái kết quả nó có được thì về cộng với thầy. Thì thầy sẽ cố gắng chữa trị. Còn nãy giờ thầy nghe là thầy nghe qua cái chứng. Dạ. Cái chứng, những cái triệu chứng thì thầy nghi rằng đó là những cái triệu chứng của bệnh thận âm hư. Dạ. Thì nếu mà về bệnh thận âm hư mà trong Đông Y thì từ cổ truyền bây giờ thì những cái bài thuốc không khó lắm. Dạ. Khắc phục và điều trị mà chừng vài tháng thì sẽ ổn. Nhưng mà sau đó thầy dặn riêng là phải duy trì. Dạ. Phải duy trì và phải bảo dưỡng. Thì trong đời thầy từng trị bệnh những cái bệnh này nhiều lắm rồi. Thì cái khả năng khôi phục cho một bệnh nhân khá cao. Dạ. Còn hết hay không nữa thì cũng phải hai bên phối hợp. Dạ. Cũng phải làm sao mà giữ gìn sức khỏe cho mình. Dạ. Cũng phải ăn uống điều độ rồi suy nghĩ điều độ. Thận là nó quản lý cơ quan tình dục. Dạ. Chẳng hạn như thầy chữa bệnh một người nào đó ổn rồi mà họ về họ cứ đam mê tình dục, họ phá hủy cơ thể mình thì nó cũng đâu có hết bệnh. Dạ. Hiểu không? Dạ. Vì thận là tàng tinh, mà tinh thì sinh tỷ. Dạ. Mà tỷ thì nuôi hệ cơ xương chúng ta. Như vậy thì nên Đông y người ta có câu rằng là thận là chủ xương cốt thôi mà. Nên nếu mà chúng ta không giữ gìn cái gốc, chúng ta xài phung phí, chúng ta sẽ tiêu hao, chúng ta buồn rầu, chúng ta lo sợ. Dạ. Chúng ta có những cái hoang mang nó dẫn điều tổn thương đến thận. Vì khủng là thương thận, tức là người nào bị khủng hoảng, bị lo sợ, sống không có định tâm thì người đó ảnh hưởng đến cái thận rất là nhiều. Dạ. Đặc biệt nhất là thầy nói là cái đời sống tình dục của con người, cái đó phải biết điều độ, phải biết tiết chế. Dạ. Thì là giữa bệnh và phối hợp với người bệnh, thầy thuốc và phối hợp với người bệnh thì sẽ điều trị nó hết hơn. Dạ thầy, cho con hỏi một cái nữa, tại vì con thấy ba con cũng có hai cái triệu chứng này á, là hai bị huyết áp ấy thầy. Thì cái đó nó có liên quan gì tới cái đau thắt lưng rồi bị thận hay là như thế nào không thầy? Là một đó. Vì thận á là quản lý 300 bệnh. Mà khi mà cái tính âm dương của thận á mà nó không cân bằng được nữa thì cái huyết áp nó sẽ có vấn đề. Dạ. Nếu chẳng hạn như là dương si thì huyết áp sẽ khuynh hướng nhả về thấp. Dạ. Dương si hoặc là dương hư thì cái khuynh hướng nhả về thấp. Dạ. Nhưng mà âm hư như nãy thầy nói nhiệt nó cứ phóng lên. Dạ. Nó cứ phóng lên thì con người chúng ta luôn hừng hực lửa trong này. Dạ. Thì cái huyết áp đó có thể từ một trong những cái để đẩy lên cao. Dạ. Như vậy thì thận là cái cơ quan cân bằng âm dương, thì để điều trị huyết áp cũng chính là điều trị thận. À, dạ. Mà điều trị thận rồi thì nó tốt rồi thì tự động, chẳng hạn như là huyết áp, là tiểu đường, là đau lưng, là mọi gói, là tự động là thằng thận nó sẽ giúp cơ thể chúng ta cân bằng. Dạ. Cái bệnh nó tự tiêu tan. Dạ. Rồi thì nói thêm luôn là cái bệnh thận âm hư đó, nếu mà âm hư nó sinh nội nhiệt mà nó cứ phát quả lên ngoài, rồi dần dần một ngày nào đó dương sẽ hư theo. Dạ. Nhưng mà đầu tiên là âm hư trước, em hiểu không? Dạ. Âm hư trước nó mới sinh nội nhiệt nhiều quá, phát nhiệt, phát dương nó nhiều quá thì bắt đầu dương sau này sẽ hư theo. Dạ. Nên em hồi nãy em có kể là ba em á, đúng nghĩa là nóng trong người, nhưng mà tại sao buổi chiều thì lại là lạnh? Là buổi chiều á, cái trời đất chúng ta từ 12 giờ trưa đổ về 12 giờ đêm là ngã về âm. Dạ. Mà người nào âm dương cân bằng thì người ta cảm thấy mát mẻ, dễ chịu. Dạ. Nhưng mà người nào dương mà nó bị hư, bị suy á, thì cộng với cái âm của buổi chiều nó sẽ sinh ra lạnh. Dạ. Như vậy thì ba em hiện tại bây giờ là âm đã hư trước, mà dạ, dương bây giờ cũng có thể là hư theo. Dạ. Em hiểu không? Dạ. Nên cái tình trạng này có thể rằng là ba em đang bệnh là âm dương lưỡng hư. Dạ. Trong người thì nóng, nhưng ở ngoài á thì lạnh. Dạ. Mặc áo gió. Dạ. Đặc biệt có một cơn mưa hay vào buổi chiều, hay là một cơn gió ngang qua có thể lạnh. Dạ.
Nên nếu mà không cứu kịp thì dương nó sẽ càng suy ra rất là mệt. Bởi vì dương là đại diện cho sự sống. Mà một khi dương đã suy, một khi dương đã kém thì sự sống chúng ta bị đe dọa. Dạ. Em hiểu không? Dạ. Điều đó. Nhưng mà bắt nguồn đầu tiên nó là âm hơi trước. Cái tính âm trong con người ta luôn luôn thiếu. Nên nếu em để ý, những người mà hay đổ mồ hôi, là một chút đổ mồ hôi, rồi mất nước, rồi khô người, vân vân. Thì thầy nhớ, thầy có thể là thông qua này để thầy chia sẻ với em với quý vị khán giả rằng là bất kỳ ai cũng có thể bị mắc một cái bệnh gọi là bệnh thận âm hư. Do đó trường hợp này mọi người hãy lưu ý. Mà bệnh thận âm hư thì nó không có những cái triệu chứng nặng liền đâu. Nó làm cho chúng ta mệt mỏi, làm chúng ta thiếu tinh dịch, mất nước, rồi nội nhiệt nóng trong người, rồi mồ hôi đổ, rồi tiểu đêm, rồi đau lưng, rồi mỏi gối, vân vân. Mà nếu mà thận âm càng nặng nữa thì cái người đó sẽ sinh ra cái bệnh, cái cơ thể nó khô cằn, huyết khí nó không có được mát mẻ, nó không có lưu thông, sự màu mỡ cơ thể về da, về tóc, về mọi cái nó vẫn không được tốt. Nên nghe cái chính em kể thì thầy đoán, thầy trong cái bệnh học cộng như là cái kinh nghiệm của thầy thì ba em rơi vào đúng là thận, như em đã nói là đã có tiền sử trước đây. Thì bây giờ nó rơi vào trường hợp là thận âm, thận dương nó đang suy yếu. Thì nếu có đủ duyên thì đưa ba mẹ vào đây. Thầy cho con hỏi nữa, thì sau khi là nghe những cái lời giảng của thầy và những cái giải thích của thầy á, thì con muốn á, là ba sẽ tránh những cái trường hợp gì và cần những cái trường hợp gì, ví dụ như thức ăn hay là ngủ nghỉ như thế nào, hay là thể dục như thế nào, hay là bất kỳ một cái sinh hoạt hàng ngày đó, ba con cần phải tránh gì và cần phải bổ sung những gì để cho có bệnh, có nghĩa là trong lúc mà chưa điều trị á, thì có thể cái bệnh nó có thể là giảm đi để cho đỡ nhức mỏi, hay để cho ba khỏi phải mất ngủ hay là như thế nào thầy. Ví dụ như nếu mà thầy mà kết luận mà bệnh ba em mà thuộc về chứng âm hư, thận âm hư, hoặc là thận dương hư, hoặc là âm dương lưỡng hư, ăn uống đầu tiên là phải điều độ. Thứ hai nữa là nếu mà trong người mà nó nóng á thì chúng ta hình hướng những cái thức ăn nó mát. Để nó giống như lấy âm trị dương mà lấy dương trị âm. Rồi những lúc nào lạnh, chúng ta có thể rằng là buổi chiều lạnh thì chúng ta nên mặc áo ấm lại. Chúng ta có thể là uống những cái nước ly trà gừng. Trà gừng làm cho nó ấm cái tỳ lên. Đặc biệt như là tình dục già lời thì thầy không biết, nhưng mà cái đó cũng phải dặn. Cái đó cũng phải lưu ý. Rồi thứ hai nữa là đời sống phải cần thả lỏng. Mình càng căng thẳng bao nhiêu thì cái cơ mình sẽ căng bấy nhiêu. Cái cơ mình căng bấy nhiêu, một mặt nhiệt nó đã đốt làm cho cơ căng rồi, mà cộng với cái đầu mình căng thẳng nữa, cái lưng nó đau liền. Chẳng hạn như ở sau lưng chúng ta có những cái cơ, chẳng hạn như là cơ chậu sườn thắt lưng chẳng hạn, rồi những cái cơ tấm bé tấm lớn, rồi những cái cơ trên cơ ức đồng chủm, rồi vân vân, nhiều cái cơ trên này. Chúng ta chỉ cần cái nhiệt độ, hay chúng ta chỉ cần căng thẳng thôi là cơ nó căng theo. Mà cơ căng theo thì sẽ kéo cuộc sống chúng ta sẽ lành liền. Nó là một trong những cái tác nhân làm cho cơ thể chúng ta đau. Bệnh tình nó sẽ không hết. Nói chung mình cũng phải giải phóng cái tâm bệnh giải của mình chứ. Rồi ăn uống phải là hướng tới đồ sạch. Ở quê thì mình trồng những liếp rau. Ở quê là tốt hơn ở Sài Gòn đấy. Trồng những luống rau, những liếp rau mà nó sạch xanh, chúng ta hướng tới ăn. Có hạn chế ăn thịt không thầy? Mập quá đừng ăn thịt. Mà ốm quá nên bổ sung. Tức là em phải hiểu tính âm dương á. Tự động mình đi theo mà mình cấm tuyệt đối cái này cái kia không đúng đâu. Nhưng mà tự động mình tiết chế, mình thấy là cái này khuyết thì mình bổ vô. Cái nào dư thì mình đừng có đụng tới nó nữa. Hiểu không? Dạ con hiểu. Sau khi mà nghe thầy giải thích á, thì con cũng sẽ hiểu sơ qua về bệnh lý của ba. Và con cũng muốn là thuyết phục ba vô một lần để gặp thầy. Thì con cảm ơn thầy rất là nhiều. Con muốn nói với khán giả là nếu mà mình quan tâm tới cái sức khỏe của mình á, thì mình nên mạnh dạn tới gặp thầy hoặc là qua cái website của công ty bên Thảo Dược Phương Anh, hoặc là bên YouTube của thầy, được nghe thầy giải đáp những cái bệnh tình của mình. Biết đâu các bạn có liên quan bệnh tình thì các bạn có thể tìm hiểu bên đó. Thầy, con chúc thầy sức khỏe. Chúc thầy sức khỏe để thầy có thể là điều trị rất là nhiều bệnh nhân, và giống như con, có nghĩa là khỏe mạnh, có nghĩa là tìm lại cái sức khỏe của mình. Cũng như là chúc quý vị khán giả là một ngày tràn đầy năng lượng và thật là vui vẻ ạ. Dạ xin chào ạ. Chương trình Sức Khỏe Biết Hỏi Ai do Thảo Dược Phương Anh thực hiện. Mọi thông tin chi tiết giải đáp thắc mắc về bệnh tật, xin quý vị gửi mail hoặc để lại bình luận bên dưới video. Xin chân thành cảm ơn.